Hôm nay tôi đã cập nhật DA Simulator và nó sẽ có những gì mới? Thì đây chính là câu trả lời. Xin chào mọi người, hiện tại tôi đang ở cái thành phố mà tôi đã phá hủy ở video trước. Giờ thì thành phố đã phục hồi rồi. Tôi nghe nói sẽ có những đối thủ tầm cỡ thì một mình tôi sẽ không bao giờ đánh lại, cho nên là tôi đã kêu gọi anh em tới. Đây, anh em tôi đây. Ai anh em mày? Nó sập đấy. Tôi biết anh em giỡn mà ai mà làm như thế đúng không? Theo như lời người dân nói thì đây là cái địa điểm sẽ có đối thủ của tôi. Nơi này cũng khá là rộng. Và theo như dự đoán của tôi là đối thủ của tôi sẽ rất là mạnh đây. Và trước tiên tôi và anh em tôi phải chuẩn bị đầy đủ cái đã. 2000 years later. Holy shit. Man, đây chính là đối thủ của tôi. Và may quá tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ vũ khí chiến đấu, cho nên là tôi sẽ qua bên đó. Come on, let's go. Chúng ta cần đi, come on. Ta phải chiến đấu thôi. Ở đây là con chó á. Làm sao tôi có thể chiến đấu với một con chó? Nó dễ thương đến vậy cơ mà. Có vẻ nó không mạnh lắm nha. Oh my god. Anh em, vô đi, vô. Nope. Thôi, làm sao để chơi nó đây? Thử bắn vô người đó coi. Ui, tôi có thể bắn vô đầu ấy. Why? What the f... Anh em sao cứ chạy vòng vòng sau lưng tôi thế? Mẹ nó, mấy thằng này nó nhát thế. Come on, có chỗ nào có thể... Ê, tôi có thể bắn vô được con cừu này. Come on, let's go baby. Why? Tôi sẽ thử bắn vô con cừu mọi người. Ê, nó khuỵu xuống rồi. Tôi sẽ bắn vô đâu đây? Bắn vô xe thử coi. Ê, Cái nút gì kia. Hình như tôi thấy là một biểu tượng của tôi trên đó ấy. Tôi thấy biểu tượng của tôi. Ừ, hên quá. Có vẻ là tôi sẽ bắn vào con cừu tiếp. Come on. Nó khuỵu rồi. Bắn vô chiếc xe. Come on. Làm sao tôi có thể bám lên được nó nhỉ? Stand up. Ui. Anh em có sao không? Anh em ổn chứ? Ừ, vẫn ổn. Làm sao tôi có thể bay lên nó chứ nhỉ? Vô lý thế. Tôi nghĩ là tôi nên cần bắn vô con cừu nữa ấy. Con cừu. Cừu ơi. Khuẩy rồi. Ui. Giờ tôi biết cách có thể leo lên được chiếc xe rồi. Bắn con cừu thôi anh em. Sao đồng đội gì phế thế nha. Rồi. Jump. Let's go. Một chiếc xe. Con chiến nữa. Nó chỉ còn một cánh tay thôi mọi người à. Hên quá. Giờ tao cũng đã có kinh nghiệm rồi nhé. Khuẩy rồi. Come on, let's go. Come on. Dạ. Ui. Nó chưa nổ. Stand up. Ui chết. Chưa. Let's go. Ui, còn nó nữa mọi người. Còn con chó này nữa. Chưa hết. What's up? Cuối cùng cũng chiến thắng rồi. Vui không mọi người? Chứ hơi tao là thấy không vui rồi đó. Có mình tao đánh thôi đó. Mấy mày cứ chạy sau lưng tao không hiểu luôn. Hey. Cuộc sống mà sao nó có thể dễ đến như vậy chứ nhờ. Tôi nghĩ chắc chắn sẽ có thứ gì đó khủng khiếp hơn. Thêm một cái công trình mới nữa này. Wow. Tôi vô thử xem. Đây là một công trình mang hơi hướng Nhật Bản. Mấy thằng này phá thế mà. Đi từ từ thôi. Ủa, tôi thấy biểu tượng của tôi nè mọi người. Wow, tôi thấy một cái dây ánh sáng mà tôi không biết đó là cái dây gì. Nếu mà có dây bên kia thì cũng phải có dây bên đây đúng không? Hai dây lận mà. Tôi nhìn giống cái gì ấy. Wow, có vẻ là con chó hồi nãy đấy mọi người. Tôi sẽ mang nó qua đây. Cái thằng này nó phá thế. Bất phá là coi. Không, tao kích mày ra khỏi đội giờ. Stand right here. Sao to thế? Mày đấu. Chó này to vậy. Ok chưa? Ui. Thấy tao để giữ không mọi người? Nó gọi là nghệ thuật đấy. Thôi kể đi. Giờ tới tôi qua đây. Một giây rồi. Wow. Chuyện gì đang xảy ra đây? Theo tôi không nhầm thì đây là một cánh cổng. Và tôi không biết nó dẫn đi đâu hết. Và tôi đang suy nghĩ có tôi có nên đi vô đó không nhờ. Anh em có nên đi vô đó không? Và tôi phải bỏ mặt anh em lại à. Và tôi nên bỏ mặt. Tại vì anh em phế quá mà. Travel through the time. Du hành không gian á. What the hell? Du hành thời gian chứ quên nhầm. Đi không chứ hả? Ok. Let's go. What the fuck? Come on, let's go. A few moments later. Yo, anh em của tôi đâu hết rồi? Yo, vũ khí của tôi cũng đâu hết rồi? Yo, tôi nhớ là hồi xưa cái chỗ này là nó không có gọi là bị ngập nước mà. Cái chỗ này là bị ngập nước rồi nhờ. Mà tôi nhớ ra là tôi cũng đã du hành thời gian. Có vẻ đây là một cái gọi là tương lai ấy, tương lai của cái ngôi đền này ấy.
mà may mắn là nó vẫn còn ở đây. Wow, thành phố cũng khá là đổi mới luôn. Hơi hướng của tương lai đây rồi. Lần đầu tiên tôi đã đến được tương lai và tôi thấy thành phố của tương lai. Tôi sầm đấy. Đương nhiên là bước đầu tiên tôi sẽ khám phá vòng vòng xung quanh đây, coi có gì đặc biệt. Mà sao đi nhanh vậy? Wow, đúng là tương lai có khác. Con chuột. Amazing, good job em. Và con người đang làm gì thế nhờ? Đẩy cái gì ấy? Có vẻ là tôi sẽ tự bơi trong cái thế giới tương lai này rồi. Tại vì anh em của tôi đã đi mất, không thấy đâu nữa. Cái đồn cảnh sát này. Ôi, tử niệm luôn rồi. Nó đã sập rồi anh em ạ. Có vẻ đây là một mớ hỗn độn do tôi gây ra vào thời quá khứ đấy. Và sẽ có những đối thủ mới như là con này đây. What the fuck is this? Xe của tương lai. Tính ra tao thấy nó đẹp luôn lắm đó hù. Mày ngồi vô bần vái thề. Wow. Tính ra nó đẹp như vậy này. Mở nó ngồi vô nhìn tướng bần vái. Người dân ở đây thì chắc cũng không thay đổi mấy, chỉ có thành phố thôi. Tôi nghĩ là người tương lai nên là họ sẽ có cách ăn mặc một cách giản dị nhất có thể. Và thành phố thì cũng bị nước nhấn chìm rồi. Và con người đã có một cái giải pháp gọi là có thể sinh tồn trên nó. Tôi nghĩ là như vậy. Ui, không phá được. Phá được mà. Kiểu như nó trâu lắm, tòa nhà tương lai nó trâu lắm mọi người. Anh em có thể thấy là gọi là cái vũ khí mới luôn ấy. Và hiện đại hơn. Lâu thế. Ui, what the fuck? Người chết xong vậy? Mà nó còn mạnh hơn trước nữa. What? Come on. Chúng ta cần... Ui, nó trâu lắm mọi người. Ui, nó trội tôi kìa. Come on, stand up. Oh my god. Nhưng mà không phải là đối thủ của tôi thì phải. Tại tôi có cái bay này này. Ngon thế. Đúng là thế giới tương lai. Ui, nó cũng biết bay nhưng mà. Ủa sao tôi không thấy nó chơi skill. À, nó phóng ra mấy con này này. Trâu thế. Cực kỳ trâu luôn ấy. Tôi nghĩ tôi cần thêm vũ khí rồi. Ê, vũ khí mới. Súng bắn bơm mọi người. Wow, mạnh thật sự. Ui, cái tàu xanh nó đậu xanh rau muống. Ta sẽ tiêu diệt mày. Yup, let's go baby. Lo nằm ở dưới đó đi. Lên chi rồi để bị giết thêm lần nữa không hiểu luôn. Còn gì ở đây? Ui trời, tính ra nâng cấp xe luôn à. Ui, what the. What? Không giỡn được, chúng ta cần súng mạnh hơn. Come on, man. No, not this. Ui, nó tới. Ui, trời, con này. Bay lên hộ tao. Mày được cái lái xe nhanh thôi, chứ mày chả làm được cái quách gì hết. Ui, thôi anh ơi, em xin lỗi. Đâu đấy, một tim luôn đấy. Rồi, có vẻ là tôi sẽ cần vũ khí mạnh hơn rồi. Con này nó mạnh quá. Ui, tôi thấy cái một cái gì đó. Súng pháo á. Oh, amazing. Xe bay này thì xe bay này. Tao cần vũ khí mạnh hơn, come on. Mày nghĩ mày bay lại tao không? Đấy, tôi nói tôi có một cái vũ khí mới mà. Ê, no. Come on. Yeah, let's go. Tôi có hỏa tiễn luôn rồi. Mày tới đây. Bắn nó. Stand up. No, what the fuck? What the fuck? Không ổn tí nào. Cây súng của tôi không làm được gì nó luôn ấy, chỉ có bơm thôi. Có vẻ là tôi sẽ trấn thủ trên một cái tòa nhà thì phải. Nó quá mạnh rồi mà, hai con luôn kìa. Ê, sao té thế? I fucking fail, man. Come on. Die. Yes. I almost die. Sắp chết luôn. Chúng ta có thể làm được mà. Nó cứ chạy vòng vòng thế nha. Come on. Còn một con. Yes. Let's go baby. Thật sự trong cái thế giới tương lai này, gọi là vũ khí lúc nào cũng tối tân và hiện đại, mà kèm theo đó là những đối thủ mạnh mẽ. Holy shit man. Nói chung là tôi cũng khá là vất vả để tiêu diệt được đám đó. Tôi có súng điện. Ơi, có con bạch tuộc. Tôi thấy thêm một cây súng nữa này.
no. Oh no 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 no. Oh no oh no oh no oh no oh no. Oh no oh no, dịp mé lần này hai con luôn à. Ui. What the f- What? What? No. 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 Look at that thing, man. Và cái con thỏ cũng đã được nâng cấp. Lái trong một con robot. Tôi còn có một xí máu thôi. Không thể tin được. Làm sao tôi có thể đánh lại được chứ. Chúng mày chờ đó. Hẹn gặp lại anh em vào những tập tiếp theo.